Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Mỹ Nhân. Mình đã quay được 3 video rồi. Và video này là Q&A của mình. Và kèm theo một số chi tiết về năm học vừa qua mình đã đạt được những thành tích nào. Giờ mình mời các bạn xem video nhé. Go! Mình giới thiệu tới các bạn. Mình tên là Nguyễn Ngọc Mỹ Nhân. Học sinh lớp 44 và năm sau mình lên lớp là năm 1 của trường tiểu học Phú Hưng. Các bạn là trường nào hãy comment ý nhá. Này năm nay đã được 10 tuổi rồi đó. Mình có ba mẹ, nhà mình có 5 người. Ba mẹ mình nè, em mình và một đứa em nữa. Bây giờ có hình thức học tập nha. Mình học được loại xuất sắc và được khen thưởng các môn giống như là ngoài giờ thể dục mỹ thuật thì mình đều đạt tốt. Còn các bạn thì sao? Hãy comment ở dưới nha. Có nhiều bạn nói mình là quay video không được hay. Mình sẽ cố gắng. Các bạn có chụp hình chung với lớp và bạn thân của các bạn không? Còn mình thì có đó. Nhưng video sau nha, mình mới cho các bạn xem được. Bye bye và hẹn gặp lại nha. Tim, nhớ cho mình tim đó, nhớ nó subscribe nữa nha. Bye bye.